Hòa cùng không khí vui tươi rộn ràng đón chào Tết Dương lịch 2015, bà Tiến Minh Châu đã cho ra mắt bộ sưu tập trang sức mới nhất với thông điệp mang lại sự tự tin rạng ngời, phồn thịnh và gặp nhiều may mắn nhân dịp năm mới. Đẳng cấp rạng ngời là tên bộ trang sức làm từ vàng trắng 18K gắn kim cương thiên nhiên. Kim cương từ lâu là hiện thân của sự sang trọng, là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, với vẻ đẹp đầy ấn tượng và quyến rũ giúp chủ nhân thêm tự tin và khẳng định đẳng cấp. Đặc biệt, trang sức gắn kim cương tôn vinh những doanh nhân và những người thành đạt trong xã hội. Khác với kim cương trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, kim cương tại Bảo Tiến Minh Châu được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trong nước và quốc tế, giúp bạn yên tâm khi sử dụng và bán lại được giá cao. Các ổ chấu kim cương đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, được làm từ vàng đặc biệt chất lượng cao nên có độ liên kết vững chắc chắn giữa kim cương không thể long rơi khỏi trang sức ngay cả khi có tác động mạnh. Hoa quẩn nắng là bộ trang sức nữ gắn ruby thiên nhiên của Bảo Tiến Minh Châu, mang trong mình cảm hứng xa hoa và cổ điển của hoàng gia châu Âu. Ruby được vinh danh là nữ hoàng đá quý, mang đến vẻ đẹp quyền lực, may mắn và hạnh phúc cho chủ nhân. Nằm trong dòng trang sức gắn đá quý chất lượng cao của Bảo Tiến Minh Châu, bộ trang sức được chế tác từ những viên đá quý ruby thiên nhiên mang sắc đỏ rực rỡ nhất và chất liệu vàng 18K cao cấp. Đây thực sự là một tuyệt tác trang sức với vẻ đẹp lộng lẫy, đầy tinh tế. Bộ trang sức bao gồm dây khúc, lắc tay, hoa tai và nhẫn, với điểm nhấn là những viên ruby đỏ rực nồng nàn nổi bật trên nền đá trắng lung linh rạng rỡ. Bên cạnh đó, thiết kế hoa dây cùng với những đường uốn lượn tài tình mang lại vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ cho người dùng. Đeo lên mình bộ trang sức của hoa nắng, chắc chắn bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn trong các sự kiện hay các buổi dạ tiệc sang trọng. Màu đỏ thắm của ruby cũng là màu của năm mới, giúp bạn thêm rực rỡ mùa lễ Tết hay du xuân. Gắn kết yêu thương là tên bộ trang sức thịnh hành dành cho nữ, được chế tác trên chất liệu vàng trắng 14K gắn đá trắng cao cấp. Đây là sản phẩm tiêu biểu của dòng trang sức thịnh hành Bảo Tín Minh Châu. Những đường nét đan Tết đặc biệt tinh xảo của bộ trang sức mang đến vẻ đẹp ấn tượng cho người đeo. Bộ trang sức mang đậm hơi thở đương đại với những đường nét lượn tròn trẻ trung và thời thượng. Ngắm nhìn bộ nữ trang gồm mặt dây, hoa tai và vòng tay, ta có thể cảm thấy những đường cong lượn mềm mại và uyển chuyển kết hợp với ánh sáng rạng rỡ từ hàng nghìn viên đá trắng cao cấp như những giọt sáng lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp trẻ trung thanh nhã cho phái đẹp. Rực rỡ và tỏa sáng, bộ trang sức rực rỡ nắng mai mang đến vẻ đẹp hiện đại tinh xảo đặc trưng của văn hóa Âu Châu và tâm hồn của nước Ý. Sắc trắng, hồng, vàng rực, đan xen của vàng đa sắc 18K kết hợp tinh tế với những viên đá trắng cao cấp bao trùm nên tổng thể của bộ trang sức một sự cuốn hút lạ khiến ai cũng muốn sở hữu. Bộ trang sức rực rỡ sắc mai tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ khi dự sự kiện, dạ tiệc hay hội họp nơi công sở. Đặc biệt, bạn sẽ tự tin hơn, quyến rũ hơn khi sử dụng tuyệt tác này trong dịp đón chào năm mới với không khí xuân rộn ràng. Lấy ý tưởng từ những bông mai vàng rực rỡ, bộ trang sức mai vàng tứ quý của Bảo Tín Minh Châu được thể hiện trên bộ trang sức kiềng vòng hoa liền mặt làm bằng vàng 4 số 9. Bộ trang sức mang vẻ đẹp của sự thịnh vượng, giàu sang, tôn lên nét duyên dáng thuần khiết của các cô dâu trong ngày vô quy. Mai vàng là biểu tượng của ánh sáng, sắc xuân và là niềm hân hoan hạnh phúc lứa đôi. Vì vậy, bộ trang sức đặc biệt phù hợp sử dụng trong dịp lễ Tết. Không chỉ là trang sức hay làm của hồi môn, bộ sản phẩm còn là tài sản tích trữ, có tính thanh khoản cao, có thể quy đổi ra tiền mặt một cách nhanh chóng, tiện lợi. Đây là bộ sản phẩm nằm trong dòng trang sức vàng đa chất lượng cao của Bảo Tín Minh Châu. Bắt kịp xu hướng thời trang trang sức của thế giới, Bảo Tín Minh Châu đã dày công sưu tầm, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm trang sức nam thời thượng đến từ những trung tâm trang sức được đánh giá là tinh hoa của thế giới như Italia, Hàn Quốc, nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh tế của quý khách. Bộ trang sức nam nhập ngoại rồng vàng quyền uy bao gồm lắc, nhẫn, dây, mặt dây chế tác từ vàng đa sắc chất lượng cao 18K cùng thiết kế mạnh mẽ, phóng khoáng, mang đến cho khách hàng một phong cách hiện đại và sành điệu. Điểm nhấn của bộ trang sức là hình tượng rồng vàng hùng mạnh tinh tế trên mặt dây, thể hiện sự mạnh mẽ, thịnh vượng của chủ nhân. Trang sức nam nhập ngoại là một lựa chọn riêng biệt khi giờ đây khách hàng có thể sở hữu những món trang sức cao cấp của những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới ngay tại Việt Nam. Bộ trang sức giúp phái nam thêm tự tin lịch lãm trong dịp năm mới. Bộ trang sức bạc dành cho nam mang tên cá tính nghệ sĩ của Bảo Tín Minh Châu có vẻ đẹp khỏe khoắn đầy nam tính mà không kém phần tinh tế và bí ẩn. Nhờ thiết kế giàu tính mỹ thuật được chế tác tinh xảo từ nguyên liệu bạc cao cấp. Nằm trong dòng trang sức bạc nghệ thuật của công ty, bộ sản phẩm có dây chuyền, lắc tay được làm từ bạc nõn truyền thống, riêng nhẫn và mặt dây được làm từ bạc quốc tế 925.
Bộ trang sức không chỉ mang đến vẻ đẹp nam tính, khỏe khoắn mà còn là món quà giàu ý nghĩa, mang giá trị tâm linh may mắn và có những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe phái mạnh. Đặc biệt, bộ trang sức sẽ tôn vinh vẻ đẹp cá tính cũng như chất nghệ sĩ của phái mạnh khi sử dụng trong dịp lễ hội và đón mừng năm mới. Mai vàng ngọc sáng là bộ trang sức kiềng vòng quấn hoa mai, đính ngọc trai của bảo tín Minh Châu. Mai vàng là biểu tượng của mùa xuân rộn ràng, ngọc trai là một loại ngọc quý, linh hồn của trang sức. Sự kết hợp giữa hình tượng hoa mai bằng vàng 24K với ngọc trai trên một bộ trang sức mang đến vẻ đẹp thượng lưu, lộng lẫy và kiêu sa cho người sử dụng. Vẻ đẹp tinh khiết của những viên ngọc trai không chỉ giúp cho phái đẹp thêm quyến rũ, tự tin mà còn mang đến nét đẹp ngọt ngào và bí ẩn, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Đặc biệt, bộ trang sức mai vàng ngọc sáng giúp tôn vinh nữ doanh nhân và những người phụ nữ thành đạt trong xã hội. Không chỉ đeo dùng, bộ trang sức còn là quà tặng ý nghĩa của hồi môn ấm áp tình thân khi cần có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt. Long phụng sung vầy không chỉ biểu trưng cho cái hồn tinh tế, truyền thống của con người Á Đông mà còn gửi gắm thông điệp về hạnh phúc vẹn tròn, viên mãn. Lấy ý tưởng từ sự sung vầy quây quần hạnh phúc của Long Phụng, hai hình tượng linh thiêng trong bộ tứ Long Ly Quy Phụng, các nghệ nhân của Bảo Tín Minh Châu đã kỳ công thiết kế các chế tác cho ra đời bộ sản phẩm Long Phụng sung vầy với mong muốn mang lại sự gắn kết vĩnh cửu trong tình yêu, sự vuông tròn đong đầy của hạnh phúc. Bộ sản phẩm được làm hoàn toàn bằng vàng 24K với các chi tiết cầu kỳ, tinh xảo, tôn vinh nét đẹp thanh cao, tinh tế và gu thẩm mỹ của chủ nhân. Vẻ đẹp truyền thống được gắn liền với bộ trang sức Long Phụng sung vầy, mang ý nghĩa đoàn viên gắn bó, rất phù hợp với những buổi tiệc đoàn viên dịp cuối năm và những buổi lễ trang trọng của đời người như lễ Tết cưới hỏi. Với tiêu chí đẹp, bền, tinh tế, đa dạng, các bộ trang sức do Bảo Tín Minh Châu chế tác và nhập ngoại giàu mỹ thuật và chất lượng vượt trội, có nhiều mức giá để lựa chọn, giúp bạn luôn tự tin rạng ngời ở bất cứ nơi đâu. Bảo Tín Minh Châu, giữ tín nhiệm hơn giữ vàng.